Dạ, con chào bác. Con tên là Võ Thị Thanh Châu, cư ngụ Biên Hòa, Đồng Nai. Con có một số câu hỏi xin bác giải đáp giúp con ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, con xin thưa bác là tại sao người tu Thiền Tông lại không về được Phật giới ạ? Tu Thiền Tông họ không về Phật giới là ở đây họ mê làm đủ thứ hết, họ không về. Tu Thiền Tông là làm đúng thì mới về, còn ở đây không tu mà lo làm gì đâu không á, thì làm sao về? Giống như con định cư đi nước nào mà con không chịu chuẩn bị con đi, mà cái ở đây con có làm là sao định cư được, phải không? Làm ở đây thì dính ở đây, không định cư được. Muốn định cư ở đâu thì phải bỏ ở đây. Muốn về Phật giới, bỏ tất cả những gì trong trái đất này thì mình mới về được. Còn này tôi muốn về mà cái làm hoài ở đây làm sao về được? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác, con xin hỏi tiếp ạ. Dạ, bác có chứng minh được điện từ âm dương có trợ giúp sự sống của con người không ạ, thưa bác? Giờ khoa học thì chứng minh dễ. Giờ họ có nói cho con nghe, hồi xưa người ta nói là con sống là cái gì? Ta đâu biết con là, tôi không biết tôi sống như tôi không biết cái gì, thấy không? Nhưng mà giờ khoa học nó đưa lên con người biết. Giờ còn có thấy trong truyền hình nó chiếu những cái con robot không? Con robot đó, nó hoạt động là được, nó nhờ cái gì? Biết không? Trình ạ. Không phải lập trình. Lập trình là cái tính toán người ta, nó bằng điện. Chứ giờ con lập trình mà giờ con rút điện đã nó nói chuyện không? Thì bây giờ mình cũng vậy, rút điện ra mình đứng cứng ngắc luôn, phải không? Bây giờ bởi vậy con người ta chứng minh là con robot á, nó hoạt động được là nhờ điện. Nó lập trình hay gì trong đó, máy móc á, được. Nhưng mà con nó nói về ấy mà con cúp điện, nó lập trình. Còn mình cũng vậy. Vì thế mà chứng minh rằng con người nhờ điện mới sống. Hồi xưa bởi vì nói là, bởi người ta phân tích là con người mình có điện từ âm dương, người ta không có hiểu. Vì thế mà khoa học nó chứng minh giờ con bệnh gì là con đo điện tâm đồ trong người con sao nó chạy, thấy không? Nó có dòng điện chạy nó mới có, chứ còn nếu nó không có sao nó chạy, thấy không? Thì chứng minh con người có điện là cái chỗ đó, nó hai cái. Đem con robot ra thí dụ, hai điện tâm đồ nó đo con nó thấy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp thôi. Có người họ nói họ ngồi thiền thành Phật, vậy có phải như vậy không ạ, thưa bác? Ngồi thiền thành Phật cái gì? Được, mà ông Phật ở đây, ông Phật nhân. Ông Phật nó ngồi đó, ông thành Phật nhân đó. Còn Phật thiệt nó bên kia, ông thành được. Muốn thành Phật phải về bển đó, đem công đức về bển. Ở bên đó là cái vật lý nó khác. Cái bên cái điện từ quang á, với cái công đức này, hai cái đụng nhau đó, nó chạm nhau, nó thành một kim thân Phật. Còn mình ở đây, đất nước gió lửa nó hộp lại, nó thành một thân người, thấy không? Còn sự sống của nó, mình đã sự sống là nó hoạt động được là do điện từ âm dương. Còn cái thấy nghe nó biết là tánh Phật. Còn cái con robot nó thấy nghe nó biết là cái lập trình của mấy ông kỹ sư, phải không? Đó, nếu mà phải hiểu, phải giải thích cái này thì mới biết tại sao phải có cái điện từ, có cái điện từ âm dương và cái điện từ quang. Cái sự sống nó thiệt con là từ xưa không biết cái sự sống là cái gì. Sự sống chính là tánh Phật. Thấy nghe nó biết của ông đó đó, chứ không phải của mình. Mình nếu mình đi sớm có, tại sao khi mình nhắm mắt rồi mình không có điện rồi mình, ông đó không nói, nó cứng ngắc rồi làm tin, phải không? Ông kia ông đi ra, mang trung ấm thân đi ra, nó bằng điện mà vẫn đi ra. Nó phải hiểu, bây giờ khoa học cao rồi mới chứng minh được cái này. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác là con muốn tu theo Thiền Tông thì phải tu như thế nào cho đúng ạ, thưa bác? Tu Thiền Tông đó thì một cho đúng là thứ nhất là con phải tìm cái quyển giáo lý Thiền Tông con đọc. Trong quyển giáo lý Thiền Tông này nó nói rất đầy đủ. Thì con muốn tu thì phải con tìm được quyển giáo lý này con đọc, con mới tu đúng được. Còn nếu không có quyển giáo lý thôi con cái tu mù. Còn bây giờ tu giải đáp đây gọi là con tu từng khúc đoạn thôi. Con hỏi cái nào con hiểu rồi con chưa hiểu cái đó, chứ con chưa toàn diện được cái đạo Thiền Tông này. Con muốn hiểu toàn diện cái đạo Thiền Tông, con phải đọc cái quyển giáo lý thì mới tu mới đúng được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Vậy cho con hỏi là quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông bán ở đâu ạ thưa bác? Thiếu gì, bán các chùa thiếu gì, chùa nào không có bán. Mấy chùa lớn ở Vũng Tàu này cũng có nè, ở Đồng Nai con cũng có, Thành phố Hồ Chí Minh, vô có chùa to như là không có bán giáo lý. Trời, kinh sách thiếu gì, làm gì diễn lý có chút mà là không có, vô đó con kiếm có. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi thêm một câu là thưa bác, công thức Thiền Tông nằm ở quyển sách nào ạ thưa bác ạ? Công thức tu Thiền Tông phải nằm ở trong quyển giáo lý. Quyển giáo lý nó có cái công thức của nó bởi vì nó giải thích rất nhiều, rất bài bản. Những cái gì mà nó có trong thế gian này đều trong giáo lý, đều có hết, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu cuối cùng ạ. Dạ thưa bác, ở trái đất sinh ra nhân quả, vậy tu theo Thiền Tông có bị nhân quả không ạ thưa bác? Ở trái đất này còn làm gì cũng bị nhân quả, Thiền Tông cũng bị nhân quả luôn chứ. Nghe lạ không? Tu Thiền Tông bị nhân quả còn lạ không? Thế lạ không? Không dạ. Lạ rồi. Không. Tại nếu không lạ con giải thích tại sao tu Thiền Tông không bị nhân quả. Giải thích được không? Dạ con cho con nói theo cái ý hiểu của con ạ. Con hiểu sao nói vậy? Dạ. Tại vì nhân quả của mỗi người thường ta nói nghiệp ai nấy gánh. Không có thể nào mà chỉ cho người khác được đó. Tại vì mấy câu này hình như là cái câu của miệng của mỗi người hay nói như vậy. Nghiệp ai nấy gánh à? Thì đúng rồi, nghiệp là nói rồi. Nhưng mà tu Thiền Tông bị nhân quả này nè, con có giải thích tu Thiền Tông bị nhân quả không? Dạ không, con không giải thích được. Giải quyết không nổi phải không? Dạ. Ở trái đất này tu cái gì cũng bị nhân quả, kể cả Thiền Tông cũng bị nhân quả. Cái câu này nghe nói nó lạ lắm phải không? Dạ. Tu mấy kia mới nhân quả mà tại sao tu Thiền Tông nhân quả? Bây giờ con xưa tu là gì? Con làm chuyện gì đó để nó đạt đến mục đích. Thì bây giờ con mà tu thành thánh thì con phải thành thánh, con tu thành Phật con phải thành Phật, không nhân quả gì. Cái nhân con tu ông Phật thì ông mới thành ông Phật, nó cũng bị nhân quả sao? Nhưng mà nhân quả vĩnh viễn và nhân quả có thời gian. Hiểu không? Thành thánh thì lên tỉnh ở bao nhiêu năm xuống, còn Phật ở hoài. Ông cũng còn, nếu không muốn thành Phật thì làm sao có ông Phật. Tu gì thế giờ tụi nó ở trên đất này tu là bị nhân quả hết. Nhưng mà nếu mà hiểu cạn thì nó khác, mà hiểu sâu thì nó lại khác. Thấy không? Ở trên đất này tu là bị nhân quả hết. Tu thì thành Phật, anh tu mới thành Phật chứ hành không tu thì thành Phật. Tu là gì? Thằng kia ta tu ngồi thiền ở đây tu là đi tìm công đức, tìm làm cái công đức là tu tìm công đức. Công đức tôi mới về bên đó tôi thành Phật. Thấy không? Là không có nhân quả sao được? Nếu không tu sao có ông Phật? Người ta tu tới ngồi thiền, còn tu lại là gì? Còn tu còn giúp người ta hiểu giải thoát. Ta tu cái kiểu con nó khác, còn cái tu kiểu vật lý nó khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều và con chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn con hỏi.